chiều mùng 6 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhân dịp kỷ niệm 44 năm đất nước thống nhất, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, Sở Văn hóa Thể thao phối hợp cùng Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa. Theo đó, việc bắn pháo hoa tầm cao sẽ thực hiện tại khu vực đường hầm Thủ Thiên và toàn nhà lên mắc 81. Riêng khu vực đầm sen sẽ bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn tại 3 điểm này là 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối ngày 30 tháng 4. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều chương trình như trang trí ánh sáng đường phố, triển lãm ảnh, chương trình văn nghệ, đua xe đạp, giải việt dã truyền thống.